Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình xin làm video clip để chia sẻ với anh em cách tăng ngân sách như thế nào. Cái câu hỏi này trong mấy ngày qua thì anh em hỏi rất là nhiều đúng không ạ? Thì khi anh em học xong anh em có hỏi câu này. Thì thứ nhất mình muốn nói rằng khi anh em đã tham gia vào khóa học thì tốt nhất là anh em hãy tư duy theo cái lối mới, không nên áp đặt. Anh em hãy quên sạch toàn bộ kiến thức cũ đi. Đấy, anh em quên sạch toàn bộ kiến thức mà mình đã học trước đây đi cho mình thì nó sẽ tốt hơn. Thì cách tăng ngân sách như nào hiệu quả thì cách làm của anh em thường là anh em sẽ nghĩ ngay đến cái cách cũ nhé, cách cũ của anh em. Cái cách cũ là thứ nhất là chúng ta sẽ thường luôn là có cái câu cửa miệng là nhân cam nhân nhóm, đúng không ạ? Nhân cam nhân nhóm, nhưng mà khi mình hỏi ngược lại anh em là anh em nhân cam nhân nhóm để làm gì thì không ai trả lời được, và nhân cam nhân nhóm ở đây thì không phải ai cũng có thể nhân được. Nếu như ngân sách của chúng ta chỉ có 500, năm dưới 500.000 rất là nhỏ, thì chúng ta nhân cam nhân nhóm để làm gì? Trong khi đó ngân sách chúng ta vài chục triệu, chúng ta nhân cam lên nhóm lên đúng không ạ, và muốn tiêu vài chục triệu một ngày thì cách làm nào để nó hiệu quả thì trong bài học mình đã chia sẻ với anh em rồi. Thứ nhất đó là cái công thức để chúng ta chạy win ấy, nó rất đơn giản và nó áp dụng được cho mọi ngành hàng, cho mọi sản phẩm, và cái cách làm đấy nó theo mình là nó là cách làm tối ưu nhất và nó tránh được cái rủi ro nhất đấy. Thì cách nhân cam lên nhóm ở đây thì mình xin chia sẻ với anh em là thứ nhất là khi chúng ta muốn tăng ngân sách, khi muốn tăng ngân sách thì chúng ta phải tìm hiểu là có bao nhiêu cách, có bao nhiêu cách. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em là cách một này là tăng ngân sách trực tiếp, cách hai là nhân cam nhân nhóm, cách 3 thôi hai cách thôi, tạm thời chia sẻ cho anh em hai cách để anh em hai cách này anh em hay làm để anh em có cái hình dung. Thì cách một tăng ngân sách trực tiếp là như thế nào, thì theo những tài liệu Facebook nói rằng là khi chúng ta muốn tăng ngân sách thì chúng ta sẽ tăng không quá 30%, như ý là chúng ta sẽ tăng không quá 30% cái ngân sách hiện tại đúng không ạ. Tuy nhiên là sẽ có một số cái thay đổi, một số cái nó thực tế hơn thì chúng ta làm mới được, chứ không phải là lúc nào nó cũng là 30% anh em nhé. Đấy, cái con số của Facebook có nói thì không sai, nhưng mà nó phải dựa trên thực tế một chút. Đấy, thực tế một chút và phải dựa trên thực chiến một chút. Ví dụ trường hợp một, trường hợp một là cái chiến dịch hoặc là nhóm chưa đủ 50 kết quả, hoặc là cái loại giai đoạn này là chưa kết thúc giai đoạn máy học. Anh em lưu ý rằng nó có hiện giai đoạn máy học hay không, em dùng nhỉ, nó có hiện giai đoạn máy học hay không thì nó vẫn có cái giai đoạn máy học. Khi chúng ta lên một campaign mới là nó sẽ có một cái giai đoạn máy học. Đấy, quan trọng là nó có hiện hay không thôi. Với cái trường hợp một này, khi mà chiến dịch chưa có 50% kết quả ấy, thì nó chia tiếp ra, nó là ra kết quả nó rẻ đi, là trường hợp 2 là không ra thì có tăng được không. Với trường hợp 1 và trường hợp 2 này đều tăng được, ví dụ nó ra kết quả rẻ thì thông thường nếu như ngân sách ban đầu là 200k, nó ra kết quả rẻ thì mình cách nào của mình là mình sẽ tăng lên 500 đấy, 500k anh em nhé, 500k nó chưa đủ 50 kết quả mình tăng lên 500 và mình theo dõi tiếp. Đấy là cách mình đang tăng. Còn nó không ra kết quả, ví dụ nó ngân sách ban đầu là 200k thì lúc này mình tăng lên 2 triệu. Tại sao tăng lên 2 triệu một con số bất thường như vậy? Thực ra là để nó giải phóng cái tập cũ đi, nó rích sang một cái tập mới đấy, và chúng ta lại theo dõi tiếp. Nó phải theo dõi, tức là khi nó tiêu, ví dụ nó tiêu 100.000 đúng không ạ, thì nó không ra kết quả gì thì chúng ta còn 100.000 thì chúng tăng lên 2 triệu, thì lúc này chúng ta phải ngồi xem rằng là khi nó sang cái tập mới thì nó có ra kết quả không, nó ra kết quả không, và chúng ta sẽ tính giá chi phí kết quả dựa trên cái kết quả ra đầu tiên sau con số 100.000 đấy. Vậy dùng điểm có thể nó ra một kết quả với giá là 115.000 chẳng hạn, thì cái kết quả đấy mình sẽ nghĩ nó được là khoảng từ 15 cho đến 30.000 em nhé. Cái kết quả nó ra khi mình tăng ngân sách 2 triệu, tức là cái tập mới nó đang ra từ 15 đến 20.000, và mình theo dõi tiếp trong khoảng từ 10 kết quả tiếp theo, nếu như nó vẫn giữ ổn định như thế thì mình sẽ để nguyên ngân sách. Nếu như mình có đủ
tiền để chạy cái đó. Còn không thì mình sẽ tắt. Đó. Trường một, cái trường hợp 2. Trường hợp 2 thì trường hợp 2 là khi chiến dịch có đủ 50 kết quả. Thì cái này mình đã nói rồi. Đấy, nếu như chiến dịch đã có đủ 50 kết quả thì anh em tăng theo sẽ tăng theo như Facebook nói, đó chính là tăng 30%. 30% ngân sách chiến dịch. 30% ngân sách hiện ngân sách ban đầu anh em nhé, tăng 30% ngân sách ban đầu của cái mà chúng ta đã bỏ qua, chúng ta đặt ra. Tuy nhiên thì anh em cần lưu ý rằng cái này nó cần phải lưu ý là cái chiến dịch phải chạy ít nhất 5 ngày đều. Và 5 ngày đều này chúng ta sẽ tính giá trung bình 5 ngày đều. Cái này chúng ta sẽ tính giá trung bình của tin nhắn đó, chứ không phải là ngày hôm nay nó rất rẻ, ngày mai nó đắt lên một tí hoặc nó không ra kết quả như chúng ta mong muốn thì chúng ta tắt nó đi, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ tính giá trị trung bình, ví dụ ngày hôm nay nó là 10.000 chẳng hạn, 10k. Đấy, cái giá mà chúng ta chấp nhận được đó là khoảng 20.000, cái giá tin nhắn là cho chấp nhận được là 20.000 chẳng hạn. Cái KPI nhé, KPI là 20k. Thì ngày đầu tiên, ngày 1 nó ra là 10k, ngày 2 thì nó ra là 50k chẳng hạn, hoặc là 30k chẳng hạn. Thì thông thường là chúng ta khi nó thấy nó bao lên 30k thì chúng ta tắt nó đi, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta sẽ xem giá trung bình. Giá trung bình ở đây thì nó sẽ vẫn là 20k. Chúng ta theo dõi tiếp ngày 3. Nếu như ngày 3 nó ra một cái con số rẻ hơn 15k chẳng hạn, đấy, những ngày tiếp theo nó có thể ra là 40k. Đấy, thì ở đây là chúng ta sẽ theo dõi cái chỉ số trung bình. Trung bình nó còn sắp xỉ ở đây, đấy, 20k. Ví dụ như thế này, cao nhất, cái con số cao nhất mà chúng ta chịu được là 25.000 chẳng hạn, thì chúng ta hãy cứ để ở đấy. Anh em rồi. Tuy nhiên trong cái trường hợp như này thì chúng ta sẽ nên là nhân thêm những cái cam hoặc những cái nhóm, đúng không ạ? Ở cái trường hợp số 2 này thì khi nó ra 50 kết quả rồi thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ tiến hành nhân cam nhân nhóm ở đây. Thì này sẽ nhân cam và nhân nhóm ở đây. Thì nhân cam nhân nhóm ở đây thì chúng ta sẽ tăng nhân như thế nào? Thì chúng ta sẽ một target thì chúng ta lên chỉ nhân khoảng tối đa 5 nhóm. Em dùng tối đa 5 nhóm thôi. 5 nhóm trên một cái target như vậy. Nếu như ngân sách của các bạn quá nhỏ, ví dụ ngân sách của bạn chỉ có khoảng độ 200.000 chẳng hạn. Ngân sách 200k. Thì khi anh em nhân lên 5 nhóm như thế này thì chạy khoảng độ 2 ngày là nó sẽ báo cho chúng ta thấy rằng là cái tệp của chúng ta có vấn đề. Thì khi lúc đấy thì chúng ta sẽ vào, chúng ta tắt bỏ những cái nhóm một hiệu quả đi và chúng ta sẽ dồn ngân sách những nhóm hiệu quả. Đây là cách mà chúng ta sẽ nhân cam nhân nhóm. Chúng ta chỉ nhân cam nhân nhóm khi mà chiến dịch của chúng ta ra kết quả, bài của chúng ta ngon. Em ví dụ chúng ta đã test rồi, bài của cáo win là có ngon đấy, thì chúng ta mới nhân cam nhân nhóm, chúng ta mới bút ngân sách, chứ không phải là bùng một phát một cái bài mới tinh, một cái bài content mới tinh vừa viết xong thì các bạn đang làm đó chính là các bạn một bài mới và vã luôn. Mà cái có thể là vã luôn đây, ví dụ nhé, ví dụ là 20k chẳng hạn, hoặc là 20 nhóm quảng cáo. Thì cái cách này làm này nó cũng không sai, nhưng mà sẽ dành cho những bạn nhiều tiền mà thôi, những bạn nhiều tiền thì mới làm này. Còn ngân sách của bạn quá nhỏ, các bạn làm này là bạn chết, chắc chắn là bạn chết. Đây, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tốc độ tiêu tiền lớn này nó được nhân lên x20 lần trên một ngày, và cái ngân sách của các bạn nó không tăng, nó không được x mà nó chỉ có giảm thôi, và nó rất là rủi ro. Đấy. Thông thường nếu như chúng ta chạy một nhóm hoặc hai nhóm thì chúng ta tiêu khoảng độ từ sáng đến trưa là chúng ta biết kết quả. Nhưng mà khi các bạn x20 nhóm thì chúng ta tiêu từ sáng đến từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng, có thể nó hết sạch rồi. Hết sạch cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta thì chúng ta không làm được. Và tại sao chúng ta cứ hay tắt bật như vậy thì cái chiến dịch nó không ổn định. Campaign ổn định và đặc biệt là tài khoản quảng cáo không ổn định thì rất dễ là bị đai tài khoản và rất dễ bị toang với Facebook. Thì hôm nay xin chia sẻ với anh em là như vậy. Còn khi anh em muốn nhân cam nhân nhóm thì anh em phải nắm chắc,
phải biết chắc là tại sao anh em lại muốn nhân ca nhân nhóm, chứ không phải là thấy người ta nhân ca nhân nhóm là mình cũng nhân. Vậy hình dung người có thể các anh em đặt cái ngân sách chiến dịch là 2 triệu một phát luôn, 2 triệu một ca một nhóm một bài cũng được luôn, em hình dung người cũng được luôn. Nếu như anh em có bài win thì anh em làm cũng được. Còn khi anh em có bài mới ấy, em muốn test ấy, thì anh em phải test khoảng 200.000 cho một campaign rồi, 200.000 cho một campaign. Thì 200.000 này anh em chỉ cần test trong 1-2 ngày thôi, thậm chí không đến 1-2 ngày đâu, mà chỉ cần test qua cái giờ vàng thôi anh em. Ví dụ giờ vàng nó hay rơi vào từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều và từ 8 giờ tối đến khoảng 24 giờ. Đấy, em chỉ chạy quảng cáo trong vòng mấy cái tiếng thôi là anh em biết là cái bài quảng cáo của mình có hiệu quả với khách hàng hay không thôi. Đặc biệt là đối với những cái mặt hàng mà là mặt hàng thông dụng như thời trang, quần áo, giày dép các kiểu ABC, những cái mặt hàng thông dụng thì nó ra rất là nhanh, nó test chúng ta biết được quả rất là nhanh. Ok, thì hy vọng cái video này sẽ giúp cho anh em giải quyết cái vấn đề này. Nhân ca nhân nhóm, và đừng bao giờ nói nhân ca nhân nhóm một cách bừa bãi nữa, mà phải biết là khi nào mình nhân và tại sao mình nhân. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những chia sẻ tiếp theo. Bye bye.